À, Rồi, đấy. rồi Đấy, ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục anh ha, anh quay lại giúp em toàn bộ chiến dịch, tất cả chiến dịch của mình nè. Rồi anh kéo xuống dưới cùng nó có cái chữ thử nghiệm á. Rồi kéo xuống thử. Rồi đây đây đây, nó hiện ra là bấm dấu cộng đi, bấm dấu cộng. Rồi chọn giúp em là thử thử nghiệm tùy chỉnh nha. Thử nghiệm tùy chỉnh. đây đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác, chọn tiếp tục. Rồi tên thử nghiệm thì anh ghi là CBA CBA. Rồi ok. Rồi chọn chiến dịch đi anh. Ở dưới đây chọn chiến dịch. Tích vô cái quốc trì à. Rồi tích vô cái ô. Rồi kéo xuống rồi. Rồi tiếp tục luôn và tiếp tục. Rồi anh chọn với cái chữ schedule. Cái chữ schedule ở trên màu xanh dương ở trên cùng. Đúng rồi. Rồi ở đây anh chọn chỉ số nè. Cái đầu tiên là chọn chỉ số là cái lượt chuyển đổi tăng. Lượt chuyển đổi ở trên. Ừ đúng rồi. Ta chọn tăng. Ở bên phải chọn tăng. Còn ở dưới là giá. À, đúng rồi. Giá mỗi lượt chuyển đổi. Số 4. Cái lựa chọn số 4. Ở dưới. Đúng rồi. Rồi chọn giảm. Rồi anh kéo xuống. Rồi kéo xuống nữa nè. Rồi cái ngày kết thúc thì mình cái thời lượng, cái này mình không có chọn được là không có thời gian hết. Anh chọn giúp em cái ô ở dưới. Mà mình chọn giúp em là cái mình bấm thử xem là nó có lựa chọn là không kết thúc. Ok, nếu vậy thì anh cứ cho nó giùm em tới cái ngày 20 tháng 3 đi ha. Rồi tới lúc đó thì có gì mình bật mình tạo cái khác mình chạy tiếp thôi. Là vẫn làm như thế trong chạy tiếp ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Xong lại thao 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 tác lại đúng không? Như như thế Đúng đúng rồi, không? đúng rồi. Thế sao mình Tại vì không bây giờ nó không có cái mà không có ngày kết thúc rồi. Hồi trước anh em mình tạo là nó có cái lựa chọn là không có ngày kết thúc rồi. Mà giờ em không biết sao là nó lại hiển thị như vậy. thế sao mình thế sao mình không để nó dài hơn? Đây là 17 tháng 4 này. Ok, nếu anh để được 17 tháng 4 mình để luôn. Hoặc Để được 17 hoặc tháng 4. là nó có số ngày này để tối đa nó chỉ được cái này thôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì mình cứ để 17 tháng 4 đi anh. Rồi, ok, mình tạo thử nghiệm nha. Đang bật đúng không? Tạo Đúng thử rồi. nghiệm. Đúng rồi, tạo thử nghiệm. Rồi, ok, anh vô giùm em cái chiến dịch thử nghiệm và chọn tất cả chiến dịch. Chọn lại tất cả chiến dịch. Tất cả chiến dịch đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, anh chọn vô cái tên chiến dịch thử nghiệm của mình đó, nó có cái dấu bánh răng á, chọn cái bánh răng đi. Rồi ở đây thì mình sẽ đặt CPA cho nó, thì hiện tại mình đang 90 hoặc là mình đang 93.000 thì mình sẽ đặt nó xuống 90 trước nha. Rồi xong mình sẽ giảm từ từ. Chứ 90.000, 90.000 cho phải 90 đồng. Rồi ok. Rồi, áo cái mức này trước thôi. Rồi xong sau đó từ từ mình mới giảm xuống được, chứ bây giờ anh giảm xuống 50.000 liền là nó không phân phối luôn. Đúng rồi. Rồi ok, thì đây là cái chiến dịch thử nghiệm ha. Rồi thì ngoài ra thì để em coi còn cái vấn đề trên tài khoản mình cần giữ ý không. À với lại là bây giờ mình có thêm cái chiến dịch thử nghiệm thì cái ngân sách mình sẽ chia đều cho cả hai chiến dịch đó, cho nên là anh tăng nhiều cái ngân sách lên khoảng tầm nếu mà được thì tăng luôn 1 triệu luôn đi, để mình chạy cái thời gian đầu cho nó ok. Còn nếu như mà anh chạy thấp hơn, anh muốn chạy thấp hơn thì khoảng 800 đó, thì khoảng đó thì anh coi anh tăng giúp em thuốc nào được. Okay, tăng lên 800 anh nhé. Ok rồi. Rồi ok, bây giờ mình nó sẽ chia ra là coi như là 400 một chiến dịch đó, để nó bắt đầu nó chạy test thử nghiệm cho anh. Thì cái phần này anh sẽ theo dõi giúp em. Mình chắc là mình phải đợi khoảng tầm ít nhất là khoảng 14 ngày nữa, xong rồi anh mới so sánh cái hiệu suất của hai chiến dịch này xem là cái nào nó đang có cái mức CPA tốt hơn nha. Nếu mà cái dưới mà có mức CPA tốt hơn á, thì anh có thể là đợi thêm khoảng 1 tuần nữa rồi theo dõi thêm. Rồi xong sau đó nếu nó vẫn giữ được như vậy á, thì mình có thể áp dụng cái thử nghiệm này lên cái chiến dịch chính luôn. Em hỏi một chút ạ. Ở Việt Nam mình bây giờ nó chuẩn bị Tết rồi đấy.
chuẩn bị Tết thì nó khoảng chắc là chỉ chạy được khoảng 1 tuần nữa, thì sau đó còn khoảng 10 ngày là mình sẽ không chạy được. Nó quay kể khách hàng mà đặt hàng mình cũng không chuyển được đấy, thì lúc đấy mình em giảm một số tiền đi khoảng 50.000 hay 100.000 để cho nó cứ chạy được không, hay là mình vẫn Được phải được giữ, hay là mình vẫn phải được cứ anh, duy trì cái này ạ? không anh có thể giảm mức ngân sách xuống được anh. Anh cứ giảm khoảng tầm 50.000, khoảng 100.000 ngày đi, để mà cho Cho nó mình duy duy trì trì thôi. Đúng rồi. cái sự hiện diện của mình ở trên quảng cáo, ở trên tìm kiếm thôi. Vâng. Rồi xong sau Tết á, mình khi nào mình giao hàng lại được thì mình lại tăng ngược lại. Thì anh giúp em là khi mà mình hạ ngân sách hoặc là tăng ngân sách á, thì anh cứ hãy báo em qua mail để mà em hỗ trợ mình monitor cái tài khoản nha. Vâng. Ok rồi, cái phần cuối cùng của cái phần tài khoản á, là em cũng sẽ update cho bên mình những cái tính năng tự động tối ưu của bên phía Google Ads, tại vì cái phần này mình nghỉ Tết thì sẽ cần có nhiều cái phần này để nó duy trì được tài khoản á. Vâng. Thì anh giữ máy với em sẽ gửi anh qua mail ha, anh đợi em chút xíu. Có nghĩa là khi nào mà tăng hoặc giảm là em sẽ email cho anh đúng không? Đúng rồi, anh cứ ý là mình email cho em để mà em có cái phần mình em theo dõi, để mà thì mình em có thể là coi được, ví dụ mà có cái vấn đề gì trên tài khoản á, thì em sẽ phải báo được, báo với anh luôn. Vâng. Đấy. Rồi, đây là cái phần tự động tối ưu, tự động áp dụng, thì em sẽ gửi trên qua email. Rồi anh check giúp em email ha. Thì cái này mình cũng sẽ áp dụng theo 2 bước nha. Cái phần đầu tiên mà em cũng sẽ gửi cho anh là những cái tính năng cơ bản để duy trì quảng cáo trước. Rồi xong sau đó thì qua thời gian thì để em xem là có cần thiết phải áp dụng thêm những cái tính năng nâng cao hay không. Anh bấm load lại đi anh cho nó hiện ra. Bấm load lại thôi. Rồi đấy. Đây, đúng rồi. Rồi anh chọn enable đây nha. Rồi anh bấm cho nó sổ ra ha, thì vẫn như lần trước. Bấm cho nó sổ ra trước thì nó vẫn sẽ có những cái phần tính năng cơ bản như là xây vòng quảng cáo và nâng cấp cái chuyển đổi đó. Vì những cái phần tính năng cơ bản thôi, nó sẽ gửi báo cáo vào cho anh mỗi tuần, hay là mình có thể là điều chỉnh được trên tài khoản. Rồi bấm xác nhận giúp em ha. Ok vậy được rồi đó. Thì ok, thì đối với tài khoản của mình thì em tổng hợp lại nha. Hôm nay anh em mình thứ nhất là đi mình review lại cái phần một của mình, thì cái mục tiêu của mình sẽ là khoảng tầm càng sát cái mức CPA 50.000 càng tốt, và cái lượng chuyển đổi nó generate nó được đều hơn. Hiện tại thì em thấy là đúng là có ngày ít ngày nhiều thiệt, cho nên là nó cũng chưa ổn định đó. Thì cho tài khoản mình cũng mới chạy khoảng tầm có 1 tháng thôi, Đúng rồi cho ạ. nên mình tập trung mình tối ưu, và nói chung là trong quý này em sẽ cố gắng là đưa cái tài khoản này về sát với cái hiệu quả của giống như cái tài khoản trước đó, để mà anh có thể chạy ổn định luôn Đúng rồi ạ. sau khoảng thời gian mà em hỗ trợ luôn. Vâng. Đấy rồi, em cảm ơn anh Khoa rất nhiều, nay đã tham gia buổi họp với em ha. Vâng. Có vấn đề gì hãy cứ email cho em có thể hỗ trợ mình kịp thời nha. Dạ vâng, Rồi thế em cảm cảm ơn ơn anh ha. anh và cảm ơn anh rất là Dạ nhiều rồi, nhé. Dạ vâng. dạ rồi, cảm ơn anh em. Rồi chào anh ha. Dạ rồi.